Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một trò chơi, đó là một trái dưa hấu này. Mình sẽ lấy dây thun này, mình cuột cho trái dưa hấu để cho trái dưa hấu nó nổ ra nha. Bây giờ ra. Bắt đầu là mình làm nha. Cái chỗ ra đó. Đây, bây giờ thử thách của mình sẽ bắt đầu. Cái bay vui vui nè. Đẩy vô, đẩy vô. Bây giờ mình sẽ lấy mấy dây thun này nè, mình để vô đây. Dính dưới đi. Đây, đưa đây cho bố Bi. Dính, em dính ở dưới á, dính ở dưới. Như chắc để em để xuống. Rồi, để dưới đi. Em dính dưới đây nè. Đây nè, để bố Bi làm nè. Đó, thấy chưa? Thấy bố Bi làm không? Giống mì hương mới bay luôn á. Nó mớp rồi nè. Mình làm thêm xíu nữa là nó sẽ nổ ra. Nó bị mớp rồi. Chưa đó hả? Cứng ghê á. Móp móp là đưa mặt ra được rồi. Trọng chính ra đi. Nó văng vô mặt con nè, con đi ra đi. Đi ra đi, vô trọng đi. Vô cửa đi. Ý là trái dưa hấu nhỏ gì đó mà nó chưa có nổ nữa đó, làm trái dưa hấu bự không biết làm sao. Trái dưa hấu bự chắc cỡ 3 bịch dây thun mà. Nửa phần công lực rồi.
Nếu phải công lực rồi. Đỏ tay chưa? Đỏ hết tay luôn nè mọi người ơi, đỏ hết tay luôn rồi. Đỏ hết tay mà nó chưa nổ nữa. Rồi, nó xì nè, nó xì rồi đó, nó xì nè. Nó xì rồi đó. Nó chuẩn bị rồi đó, nó xì rồi. Trời ơi, nó giặt ra kìa. Giặt ướt hết người luôn nè. Để giặt ra nè. Ôi nó giặt ra đó heo. Nè nó giặt nè. Giặt ướt hết trơn rồi. Đâu rồi cái cùi nó đâu rồi. Đây cái cùi nó nè. Cùi nó giặt ướt trơn. Ôi, nó nổ hết hồn luôn trời. Nó nổ cái hết hồn luôn á. Dạ. Đây, đây là hiện trường sẽ bị hiện trường bị nổ. Hiện trường bị nổ của trái dưa hấu đây. Trời. Đây nè. Nó nổ văng quá trời xa luôn kìa. Đây, đây là cùi cùi dây thun mà bị nổ đây. Ôi. Đây, đây đây là trái dưa hấu bị bể nổ văng ra nè. Đây, đây là trái dưa hấu đây, trái dưa hấu bị nổ đây. Bây giờ mình ăn thử nha. Nó nổ như bây giờ mình ăn thử. Không biết dưa hấu này ngọt á. Ăn thử chưa? Miếng dưa hấu này ngọt á. Tôi. Nè. 1 2 3 Ăn nữa. Ăn chậu. Ăn chậu. Lúc nãy nó nổ lớn nghe, nó nổ nghe hết hồn luôn. Bây giờ thử thách của mình cũng đã xong. Mình kết thúc video nha. Bye.